Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 30 tháng 12, 31 rồi nhỉ? 31 rồi à? Hôm nay 31 tháng 12, tối nay chúng ta lại cùng nhau đón giao thừa và hôm nay cũng có cái clip gọi là tri ân các khách hàng của chúng của cơ sở Lan Rừng chúng em. Thì em cũng xin chào tất cả các bạn cũng mới đến kênh của chúng em. Thì hôm nay cũng nói trước luôn là có giảm giá ngày 31 với cả mùng 1 nhé các bạn nhé. Em sẽ giảm giá các mặt hàng lan của em cho ngày 31 với ngày 32. Ngày 31 và ngày mùng 1 Tết dương lịch của chúng ta. Vào đây vào trong kia chờ. Anh ạ. Anh trai. Anh đi vào trong phòng ngồi chờ em lúc. Vâng. Em, đấy, cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đấy, như hôm nay đây thì em cũng muốn chia sẻ cho mọi người rất là nhiều loại lan đẹp luôn mà em đã chuẩn bị ra đây để giới thiệu cho các bạn chi tiết về từng loại luôn. Các bạn thích loại lan nào thì hãy gọi điện cho em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Chúng em phép vào đơn hàng và gửi hàng đi cho các bạn. Trong cái dịp lễ này thì em vẫn sẽ gửi hàng được. Và mùng 2, mùng 3 thì các bạn sẽ nhận được hàng nhé các bạn nhé. Rồi hôm nay em sẽ có giảm giá từ 10 đến 50.000 tùy từng loại nhé các bạn nhé. Như bây giờ em giới thiệu luôn cho các bạn những cái loại mà hôm nay em có. Ở đây là kim điệp nhựa nhé các bạn nhé. Kim điệp nhựa, hàng rất đẹp luôn. Bây giờ đang lên nụ này các bạn này. Đây, nụ kim điệp nhựa đây. Đó, kim điệp nhựa rất là nhiều luôn. Có những cái cây chưa lên nụ này. Đây, nụ đây. Đang nụ rất là nhiều luôn ạ. Giá kim điệp nhựa giá bình thường hàng ngày là 250.000 một cân. Thì nay em bán là 230.000 một cân đấy nhá các bạn nhá. Đấy, ưu ái cho tất cả các khách hàng trong hai phiên hôm nay để chúc Tết cho các bạn luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng trong một năm 2019 mới. Còn đây là trầm Myanmar nhé các bạn nhé. Trầm Myanmar phiên hôm nay có giá là 750.000 một cân thôi nhé các bạn nhé. Đấy, 750.000 một ký. Thì cái hàng này thì nó sẽ có lẫn lộn đôi chút là hàng nhỏ như này, nhưng mà hàng nhỏ này ít lắm. Hàng nhỏ này cái phần ở dưới thùng thì cho lên mặt trên thôi. Đấy. Với cả có gãy dập đôi chút nhé các bạn nhé. Chứ còn hàng bình thường thì luôn có giá là 800-850. Nhưng mà hôm nay em giảm giá cho các bạn hẳn 50.000 luôn. Còn 750.000 thôi nhé. Đây là trầm Myanmar nhé. Trầm tím. Còn đây là trúc mành. Trúc mành rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Trúc mành rừng Tây Bắc thì cái mặt hàng này thì em luôn phải nhập giá cao và bán với giá nó rất là rẻ cho các bạn rồi. Giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, hàng này chuẩn rừng Tây Bắc nhé các bạn. Đây này, đây những cái quả hoa trúc mành thì khỏi nói rồi. Ai cũng thích hoa trúc mành. Đấy, thân đỏ lừ luôn. Mắt rất to nhé các bạn nhé. 250.000 thôi. Còn đây là cái mặt hàng của tàu khựa. Hôm nay thì nhiều bác cũng yêu cầu em nên là em nhập về đúng 20 cân để chia sẻ cho các bác nào mà chưa có cái hàng này. Và tên của em nó đây là Phật Ngọc nhá các bạn nhá. Phật Ngọc hoa cực kỳ là đẹp luôn rồi. Nhưng mà hàng rừng thì bây giờ phải nói là rất là hiếm. Nên là cũng nhiều bác yêu cầu lấy cái Phật Ngọc này nên là em nhập về thôi. Chứ còn hàng tàu em chẳng muốn bán. Nhá các bạn nhá. Đây là hàng tàu nhá. Đấy, giá rất ưu ái. 420.000 một kg thôi. 420.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, hàng Phật Ngọc nhé. 1 kg phải được chừng khoảng rất là nhiều thân luôn. Xem nào, chừng khoảng 5 lạng thôi là nó sẽ rơi vào độ khoảng chục thân rồi. Cái này là 100% hàng thân tơ, thân hoa nhé các bạn nhé. Đây đều là những thân hoa hết nhé. Đấy, Phật Ngọc 450.000 một cân thôi. Đấy, em bán với cái giá chia sẻ cho các bạn 450 mà. Rõ ràng là 450, 420 đâu. Nhập là 420 rồi.
Còn đây là hoàng thảo kim thoa, hàng cây ngắn ngắn, loại này lên chậu rất là đẹp luôn các bạn ơi. Bạn này có giá là 100.000 một cân thôi, hoàng thảo kim thoa nhé các bạn nhé, xanh mướt luôn, có ăn thân có lá. Và còn ở đây còn có chút nhất điểm hoàng. Đây, nhất điểm hoàng thì có giá rất là tốt, hôm nay bán giảm giá chỉ còn 60.000 một kg. Đấy, chứ còn bình thường thì nó luôn có giá là 80, 100, 120 nhớ các bạn nhé. Đấy, đây là nhất điểm hoàng, nhất điểm hoàng 60.000 một cân. Còn đây có độ khoảng 5-6 cân báo hỉ. Báo hỉ thì nay thì hàng nó sẽ có lẫn cả hàng thân ngắn một tí, nên là có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé, ăn báo hỉ nhé. Đó. Và còn đây là đuôi chuột. Lan đuôi chuột thì đuôi chuột Tây Bắc nhé các bạn nhé. Loại này chúng ta trồng ở chậu, trồng đứng, nhìn thân rễ rất là đẹp. Chúng ta trồng cao lên nhé các bạn nhé, trồng cao so với mặt chậu, trồng 7-10 cm để xem những cái rễ nó đâm xuống trắng toát, nhìn cực là phê luôn. Đấy, hàng này thì nay em bán chia sẻ cho mọi người là 120.000 một cân thôi. Đấy, hàng đuôi chuột nhá, hôm nay có độ khoảng 7 cân nha. Còn đây là thằng nào đây, lụa vàng đây. Lụa vàng thì bây giờ đang ra hoa nhé các bạn nhé. Đấy, lụa vàng bây giờ đang hoa rồi. Đấy, cái lụa vàng thì cái thằng này thì hàng rất là hiếm và nhập đã rất đắt nên là không có giảm giá được các nhá các bạn nhé. 350.000 một cân. Lụa vàng, chỗ này chỉ có chừng 2 cân thôi. 350.000 một cân nhé. Và còn đây là cái ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Hôm nay bán giảm giá để hỗ trợ cái phí ship cho các bạn. 150.000 một cân thôi, ngọc thạch ba màu. Và còn đây, hoàng chuỗi ngọc hàng đẹp. Chuỗi ngọc hàng đẹp đây nhé các bạn nhé. Đó, chuỗi ngọc thì bây giờ đang mùa cây nó lên nụ. Đây là những cái nụ chuỗi ngọc đây. Đó, ở ngay giữa màn hình của các bạn nhé, chuỗi ngọc là đang nụ đây. Bây giờ nó đang bắt đầu lên nụ nên là các bạn nên mua sớm từ bây giờ, tại vì sắp tới mà nụ nó mà ra dài quá rồi á thì lúc đấy chúng ta vận chuyển đi thì những cái nụ nó rất dễ bị gãy, tại vì cái nụ hoa là những cái nó mỏng manh nhất của cái cây lan này, nên là chúng ta nên mua sớm để chúng ta cho nó nảy nụ ở vườn chúng ta thì chúng ta sẽ được xem hoa ngay tốt hơn. Giá là 160.000 một kg thôi, cái này hàng đẹp nhé các bạn nhé. Còn đây là hoàng thảo vôi loại giống, hàng giống. Hoàng thảo vôi hàng giống thì nó sẽ có gãy và cây nhỏ thôi nhé các bạn nhé. Loại này giá bình thường của nó vẫn là 200-220.000 một cân. Nay em giảm giá cho các bạn còn 180.000 một cân thôi nhé các bạn nhé. Còn mấy cân này. Còn đây là lan đuôi tròn. Đuôi tròn hôm nay giảm giá cho các bạn là còn 150.000 một cân thôi, hàng giống. Chứ còn hàng đẹp thì hôm nay em không lấy được hàng. Hàng đẹp chắc là 1-2 hôm nữa. Hàng giống thì có cây nhỏ và cây hơi xấu xấu nhé các bạn nhé. 150.000 một cân thôi. Còn đây là hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc luôn có giá 280-300.000. Nay em chỉ còn bán cho các bạn là 260.000 một cân thôi, hạc vĩ bắc nhé. Đó, hạc vĩ bắc thì cái thân của nó rất là giòn và mảnh, nên là nó rất là dễ bị gãy những cái đuôi ngọn này. Đấy, thường thì những thằng dài này rất là khó giữ mà nó thường hay bị gãy. Dòng này chúng ta lấy về nó lại cực kỳ dễ trồng, dễ ghép. Đấy, ví dụ như thằng này đây, nó hay bị gãy này. Đấy, thuần hạc vĩ bắc thì cực kỳ là dễ rồi, các bạn ghép vào đâu nó cũng sống nhá. Trồng chậu cũng được, trồng cây được, mà nó lại rất là khỏe, ra hoa rất là sai. Đó, 260.000 một cân thôi. Và còn ở đây là vải rồng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Vải rồng này hàng rừng Tây Bắc nhé. Thì mai chắc em sẽ có thêm vải rồng hàng
rừng Cao Bằng của chúng em về. Tại vì hôm qua thì cũng đang mưa quá nên là dân có báo là có vải rồng nhưng mà chưa gửi ra được. Vải rồng hàng Tây Bắc này có giá 120.000 một cân thôi. Đấy. Rất là đẹp luôn. 120.000 một cân. Còn ở đây là ý ngọc nhá các bạn nhá. Hoa cánh trắng, họng tím đậm. Đấy, hoa cánh trắng họng tím đậm cực kỳ là đẹp luôn. Chẳng qua là cái mùi hương của nó là hơi khó ngửi nhá các bạn nhá. Cái thằng này thì có mùi thối chứ không phải mùi thơm nhá. Nhưng mà hoa thì cực kỳ là đẹp. Giá là 180.000 một cân nhá các bạn nhá, ý ngọc. Còn này đây là ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu thì hoa khỏi phải chê rồi. Ý thảo ba màu thì hoa rất là đẹp. Hoa của nó phải sánh ngang với trúc mành. Với hoàng thảo tam màu sắc. Đấy. Bạn này hôm nay có giá rất ưu ái là 180.000 một cân đấy nhá các bạn nhá. Hoàng thảo tam màu sắc nhá. Đây. Hàng đây. Đấy, nó sẽ có cả thân già và thân tơ lẫn lộn nhau nhá các bạn nhá. Đây, mỗi một khóm như này nó sẽ có chừng khoảng 4 đến 5 thân tơ luôn. Thân hoa đấy. 180.000 thôi. Còn đây là hoàng lạp. Hoàng lạp hôm nay có giá là 120.000 một cân này. Đó, ha, giá rất là rẻ luôn. Còn trong này đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hàng đẹp nhá các bạn nhá. Đây, hàng rất đẹp luôn. Có lác đác một vài khóm nhỏ nhá các bạn nhá. Đấy. Sơn thủy tiên cây bóng lộn luôn này. Đấy, những cái tép nhỏ đây nó cũng rất là đẹp. Giá đó của sơn thủy tiên hôm nay có 180.000 một cân thôi. Còn đây là vanda hương chanh nhá các bạn. Vanda hương chanh thì bây giờ đang nụ. Đấy, vanda hương chanh bây giờ đang nụ nhá các bạn nhá. Khả năng nở vào đúng Tết là rất cao. Về dưới xuôi là khí hậu ấm thì những cái nụ này phát triển là cực nhanh luôn. Tháng nữa chúng ta lại chơi hoa rồi. Đấy. Vanda hương chanh 140.000 một kg nhé các bạn nhé. 1 kg được cực kỳ là nhiều luôn. Đây, một số cây là gãy ngọn thì em sẽ lọc hàng ra và sẽ không gửi đi cho các bạn nhé. Các bạn yên tâm là sẽ không có bị gãy ngọn nhé. Đó, 140.000 một cân thôi. Và còn trên này đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân hàng dề, hàng đẹp luôn. Đó, có lác đác một vài khóm nó nhỏ thôi nhá các bạn nhá. Kim điệp xuân bán giá rẻ cho các bạn là 120.000 một cân nhá các bạn nhá. Đây là kim điệp xuân, chúng ta nên mua cái thằng này luôn tại vì nó đang chuẩn bị lên nụ rồi. Nên là đến khi nó lên nụ thì đây như dề này rất to luôn nhưng thân nó lại mảnh. Đó. Các bạn cứ thích mua. Hàng này về là sắp tới nó lên nụ luôn thì những cái nụ sẽ không bị hỏng gãy nhá các bạn nhé. Đấy, 120.000 thôi. Và còn đây là long tu hàng giống. Long tu hàng giống đây, nó có thân dài tộ khoảng 5 phân trở lên nhá các bạn nhé. 5 phân đến 20 phân. Cái hàng giống này thì luôn có giá là 200 đến 220.000 một cân, nhưng mà nay em giảm giá chỉ còn 180.000 một cân nhá các bạn nhé. 180.000 một cân đây. Còn đây là cái hàng đẹp. Hàng đẹp đây thì hôm nay bán giá chia sẻ cho mọi người là 240.000 một cân nhé các bạn nhé. Là cây nó dài từ 20 phân trở lên nhé các bạn nhé. Toàn những khóm rất dài từ 20 phân trở lên này. Như thằng này hai mấy phân rồi này, 25 phân rồi này. Đấy. Hàng đẹp thì sẽ không có hàng ngắn và sẽ không có hàng gãy nhiều, mà nó chỉ bị gãy ở những cái đuôi này, đôi chút thôi nhất này. Đấy. Đây, như thằng này đây thì nó gãy nhưng mà nó vẫn còn rất dài nhá các bạn nhá. Long tu xuân thì hoa nó cho cực kỳ là sai. Hoa nó của nó sẽ phải nở từ sát, rất sát gốc luôn. Đây. Đấy. 240.000 một cân thôi. Còn đây hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi e là hôm nay chỉ đủ để trả đơn thôi. Hoàng thảo u lồi thì có những thân đang sưng mắt nụ như này. Đấy. Đây, những thân này đang sưng mắt nụ đây. Có những thân nào đây, nụ này. Đấy, nụ thằng này ra khá dài nên là nó cũng dễ bị gãy này.
Thấy chưa? Đấy, đây, nụ rất là nhiều luôn. Chi chít nụ luôn. Thằng thảo u lồi. Cái này nó sẽ bị gãy giữa thân đôi chút nhá các bạn nhá. Hàng hôm nay thì em bán giảm giá cho mọi người là 250.000 một cân thôi. Nhớ các bạn nhá. Đấy, hàng u lồi. Thân nào mà nó gãy sát gốc quá thì em sẽ loại bỏ ra mà sẽ không gửi hàng cho các bạn nhé. Có nên các bạn cứ yên tâm là có thân chơi hoa hết. Đấy, những thân nào mà không còn khả năng chơi hoa thì em sẽ bỏ ra. Để mà sẽ không còn gửi hàng cho các bạn nữa. Nên là các bạn cứ yên tâm là sẽ có thân chơi hoa. Khóm nào cũng có thân chơi hoa cho các bạn nhé. Đấy, hoàng thảo u lồi thì có giá là 250.000 một cân. Phiên hôm nay thôi nhé các bạn nhé. Một vài phiên nữa thì giá lại tăng. Nên là các bạn nào mà thích mua số lượng nhiều thì nên mua luôn hôm nay. Đấy. Và em cũng chia sẻ luôn cách mua hàng với cái phí ship nó rẻ nhất. Như hàng này đây thì mất khả năng chơi hoa này. Đấy. Mất thân tơ này. Thân tơ này còn được có 2 đốt để chơi hoa thì không tính rồi. Bỏ ra cho em cho vườn hoặc là bán hàng giống sau. Đấy. Những thân nào nó nhỏ quá thì cũng nên bỏ ra. Không gửi hàng cho các bạn nữa nhé. Đây. Ít nhất các bạn sẽ chơi từ thằng thân dài. Thân nó gãy dài trở lên thì nó mới có khả năng chơi hoa được. Đây, như này đây thì cũng có khả năng chơi hoa này. Đấy, như thân này thì không có thân tơ để chơi hoa này. Đó. Cái này là lẫn kèn vào hay sao đấy? Đây này. Ôi trời ơi, được thân kèn Lai Châu rồi. Cái này là các bác chúc em may mắn cho năm mới nhá. Kèn Lai Châu mà lẫn vào trong u lồi Tây Bắc cái này. Tại vì hàng này em nhập ở Lai Châu mà. Nên là lấn kèn rất là chuyện bình thường. Đây hàng này bị gãy này. Đấy nhỏ này. Đấy những thằng nhỏ nhỏ này cũng có thể cho mình chơi hoa. Nên là các bạn có mà nhận được thì cũng cố gắng khép lên cho em nhé. Được lấn hai thân kèn. Đây. Nhưng mà lại không có thân tơ. Cái này chắc chắn là kèn luôn. Chứ chạy đâu cho thoát nữa. Vậy là em được một khóm kèn để em chơi rồi. Kèn Lai Châu rồi. Đấy. Rồi, vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì em cũng đã giới thiệu chi tiết giã của từng loại nhé. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em là 0984754102 để các bạn đặt hàng nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn và chúc các bạn đón một cái Tết thật là nồng ấm, thật là vui vẻ, sum vầy để đón một năm mới 2019 an khang thịnh vượng nhé các bạn nhé.